Kỳ lạ, gà đẻ trứng hình hồ lô ở Nghệ An. Ra kiểm tra chuồng gà, ông Hồng phát hiện gà mái nhà mình đẻ được một quả trứng có hình thù kỳ lạ, giống hệt như chiếc hồ lô. Ngày 21 tháng 3, ông Nguyễn Thời, xóm trưởng xóm chùa xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, một người dân địa phương vừa phát hiện gà nhà đẻ một quả trứng có hình thù giống như chiếc hồ lô. Chủ nhân của quả trứng nói trên là ông Phạm Văn Hồng, 52 tuổi, trú xóm chùa xã Hợp Thành. Ông Hồng kể lại, ngày 18 tháng 3 vừa qua, tôi ra kiểm tra chuồng gà nhà mình thì bất ngờ phát hiện một quả trứng kỳ lạ. Ban đầu tôi tưởng hai quả trứng, nhưng khi cầm lên mới phát hiện đó là một quả trứng có hình giống như chiếc hồ lô. Theo ông Hồng, quả trứng có hình thù kỳ lạ này nặng gấp đôi những quả trứng gà bình thường. Quả trứng có chiều dài chừng 10cm, chỗ rộng nhất là khoảng 5cm. Nghe tin gà của gia đình ông Hồng đẻ trứng hình thù kỳ lạ, nhiều người dân địa phương đã kéo nhau đến để được tận mắt chiêm ngưỡng. Được biết, con gà mái đẻ trứng hình hồ lô được ông Hồng mua từ tháng 8 năm 2016 là giống gà ta, nặng khoảng 2kg. Đây là lứa đẻ đầu tiên và khi gà đẻ quả trứng thứ 3 thì xuất hiện hình thù kỳ lạ trên, còn hai quả trước có hình dáng bình thường. Hiện quả trứng gà đang được ông Hồng giữ lại để làm kỷ niệm chứ chưa dám bán hay chế biến thức ăn. Kỳ lạ, quả trứng gà giống con heo. Con gà mái của một người dân ở tỉnh Quảng Nam đẻ ra trứng gà có hình thù khá kỳ lạ. Anh Phan Viết Danh, sinh năm 1989, ngụ thôn Vĩnh Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đang sở hữu một quả trứng gà có 102. Anh Danh kể, chiều ngày 1 tháng 12, mẹ anh ra chuồng gà để lấy trứng, thì thấy một quả trứng gà hết sức kỳ lạ. Trứng không phải là hình bầu dục như thông thường, mà lại khá dài. Quả trứng có hai đầu to nhỏ, nhưng phía đầu nhỏ lại nhô ra giống như cái đầu heo, có phần cổ, miệng khá rõ. Khi anh đặt quả trứng vào nồi, trông chẳng khác gì một con heo đang nằm ngủ. Anh Danh cho biết, con gà đẻ quả trứng này mẹ anh nuôi rất lâu và đẻ rất nhiều trứng, nhưng đây là lần đầu tiên có một quả trứng kỳ dị đến như vậy. Thậm chí khi anh chụp hình đưa lên trang Facebook cá nhân thì nhiều người bạn không tin đó là một quả trứng gà. Anh Danh cho biết, thấy quả trứng này cũng ghê ghê nên gia đình không dám dùng chế biến thức ăn và anh sẽ giữ nó lại để làm kỷ niệm. Kỳ lạ, trứng gà có đuôi. Sau khi quả trứng gà tròn như quả bóng bàn ở Anh được bán với giá 16 triệu đồng gây xôn xao dư luận, nay thì lại đến chuyện một chú gà ở Trung Quốc đẻ ra quả trứng có cái đuôi. Giang Du, một nông dân ở Trung Quốc đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy nàng gà mái trong trang trại của mình đẻ một quả trứng kỳ lạ. Người đàn ông 75 tuổi này cho biết, khi vào chuồng gà thấy cái trứng có đuôi, tôi cứ tưởng là ai đó đùa với tôi. Nhà tôi nuôi gà cả đời nhưng chưa bao giờ thấy cái trứng nào như vậy. Ông Du cho biết, quả trứng thu hút nhiều người hiếu kỳ đến xem. Thay vì bán hoặc ăn quả trứng này thì ông sẽ giữ nó để làm kỷ niệm. Trung Quốc, kỳ lạ trứng gà có đuôi. Một con gà mái ở Hoku, Trung Quốc đã đẻ ra một quả trứng kỳ lạ với chiếc đuôi dài khoảng 2,5cm. Một nông dân tại Hoku, Trung Quốc đã rất bất ngờ khi phát hiện một con gà mái của mình đẻ ra quả trứng có đuôi rất kỳ lạ. Quả trứng này dài tổng cộng là 8,5cm, bao gồm chiếc đuôi nhỏ dài 2,5cm nhưng nhỏ hơn trứng gà bình thường. Quả trứng này có thể không hấp dẫn để ăn, nhưng ít nhất nó cũng có lợi thế hơn những quả trứng bình thường khác là nó có thể dễ dàng cầm trên tay. Hiện tượng gà đẻ trứng có hình thù kỳ lạ rất hiếm gặp. Và cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác khiến gà đẻ ra trứng có đuôi. Một số người nghi ngờ lý do là gà bị căng thẳng. Trong khi những người khác thì cho rằng trứng có đuôi thường xảy ra do thiếu chất dinh dưỡng, đặc biệt vào thời kỳ gà mái rụng lông, vì chúng cần nhiều dinh dưỡng trong thời kỳ này. Quả trứng có hình thù trái với quy luật tự nhiên khiến người chủ của con gà mái băn khoăn không biết dùng quả trứng này để làm món luộc trộn với sữa, kho hay rán. Kỳ lạ, gà trống đẻ trứng. Một cặp vợ chồng nhiều tuổi ở Republika Srpska, Cộng hòa Serbia thuộc Bosnia và Herzegovina mới đây đã tuyên bố một sự việc vô cùng hy hữu, đó là chú gà trống trong trang trại của họ đã bất ngờ đẻ trứng. Theo đoạn video được đăng tải thì quả trứng được đẻ ra từ chú gà trống kỳ lạ này rất khác biệt so với những quả trứng được đẻ ra từ những chú gà mái thông thường. Tuy nhiên, các nhà khoa học thì cho rằng hiện tượng gà trống đẻ trứng là chuyện bình thường. Quả trứng màu trắng đục và có mỗi lòng trắng chứ không có lòng đỏ. Đây là hiện tượng thừa chất canxi trong cơ thể của gà nên chúng sẵn sinh ra và chỉ duy nhất một lần đẻ trứng. Kỳ lạ, quả trứng gà mọc đuôi ở Trung Quốc. Quả trứng có hình dáng độc đáo với chiếc đuôi kỳ lạ này đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Gia đình ông Vương Hướng Quân sống tại thành phố Cát Lâm, Trung Quốc có nuôi một số gà mái chuyên để đẻ trứng.
Gần đây, một con gà mái trong số đó liên tục cho ra đời những quả trứng có hình thù kỳ lạ, có quả thì quá lớn, quả thì quá nhỏ. Song đặc biệt nhất phải kể đến quả trứng có đuôi hình chữ Z. Quả trứng nhỏ nhất có đường kính chỉ khoảng 3 cm, quả lớn nhất thì có đường kính lên tới 6 cm, trong khi đường kính trung bình của trứng gà chỉ khoảng 5 cm. Ông Vương chia sẻ: "Tôi năm nay đã 75 tuổi và đã nuôi gà cả đời, tôi chưa từng nhìn thấy quả trứng gà nào có đuôi cả, không biết rằng liệu nó có giá trị nào đặc biệt không." Ông Vương cũng cho biết thêm, bình thường gia đình ông chỉ cho gà ăn bột gà, rau bắp cải và đầu cá biển. Trước đây gà của trang trại cũng từng để ra trứng gà có hai lòng đỏ hoặc không có lòng đỏ nào, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện một quả trứng có đuôi như vậy, gia đình ông Vương cũng không có ý định ăn quả trứng này. Kỳ lạ, trứng gà có đầu. Không giống như những quả trứng gà thông thường có hình bầu dục, quả trứng kỳ lạ này lại có thêm một cái đầu nhô lên khỏi phần thân thon dài. Ông Từ ở Nam Kinh Trung Quốc cho biết, ông đã phát hiện ra quả trứng gà này cách đây 2 hôm. Lúc nhìn tôi cứ tưởng đấy là củ khoai tây. Cầm lên thì mới thấy đấy là một quả trứng gà nhưng lại có hình dạng rất kỳ lạ, ông Từ chia sẻ. Nhìn bề ngoài, quả trứng này cũng có vỏ cứng và màu sắc giống như trứng gà thông thường nhưng nó chỉ to bằng một nửa. Đặc biệt, một đầu quả trứng lại có thêm một bộ phận nhìn khá giống cái cổ gà và một cái mỏ. Các giáo sư ở trường Đại học Y khoa Nam Kinh đưa ra lời khuyên tốt nhất là không nên ăn những quả trứng gà có hình thù kỳ lạ, bởi có thể chúng có khiếm khuyết về gen. Quả trứng gà có hình thù giống như tên lửa. Trong những ngày qua, một số quả trứng gà có hình thù kỳ lạ như hồ lô, hình tên lửa xuất hiện tại các gia đình nông dân ở Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đầu tiên là quả trứng gà hình hồ lô xuất hiện trong gia đình của chị Doãn Hữu Vân ở Hồ Nam, Trung Quốc. Chị cho biết bình thường nhà chị nuôi mấy con gà, ngày nào cũng đẻ trứng. Tới cuối tháng 5 vừa rồi, khi con gà đốm kêu cục tác rồi nhảy ra khỏi ổ, chị biết là nó vừa đẻ, liền đi nhặt trứng. Vừa cầm lên, chị phát hiện quả trứng này có hình dạng kỳ lạ, trông rất giống như quả hồ lô. Quả trứng này nhỏ hơn trứng gà bình thường rất nhiều, nhưng khi soi dưới ánh nắng thì vẫn thấy có lòng đỏ bên trong, chị cho biết. Một giáo sư ở Đại học Sư phạm Hồ Nam phỏng đoán, khi gà mẹ đẻ trứng nếu bị điều gì đó đe dọa làm cho nó sợ hãi, chẳng hạn như chó mèo quấy rầy thì ống dẫn trứng của nó có thể bị ảnh hưởng. Kết quả là đẻ ra trứng gà có hình dạng như thế này. Quả trứng này tuy hình dạng khác thường nhưng vẫn có thể ăn được, vị giáo sư này cho biết. Sau đó, ngày 4 tháng 6 năm 2012, tại nhà của ông dân Hứa Văn Trường ở Sơn Đông, Trung Quốc, con gà mái do gia đình ông nuôi lại đẻ một quả trứng kỳ lạ, có hình dạng thuôn dài, được nhiều người nhận định là trông hơi giống như tên lửa. Quả trứng này có chiều dài 5,6 cm, đường kính 1,5 cm, tỷ lệ giữa đầu đạn và thân đạn nhìn khá hợp lý. Rất nhiều người hiếu kỳ đã kéo tới gia đình ông Hứa Văn Trường để xem quả trứng kỳ lạ này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.